Xin chào toàn thể các bác. Chào mừng các bác đã đến với kênh Hiếu Minh Audio bên em. Ngày hôm nay em xin được giới thiệu đến các bác một combo sự kiện mini sử dụng vang số S690. Đấy, gọi là linh hồn của một bộ sự kiện này. Thì bộ sự kiện này có anh Cường ở Hòa Bình có đặt bên em. Thì vì không gian cửa hàng em cũng hơi nhỏ nên chỉ gọi là để được một bộ này thôi. Thì cả một bộ này bọn em sẽ sử dụng em đẩy Martin 3006 sẽ đánh cả bộ nhé. Cả bộ này bao gồm 2 đôi 715, một đôi sắp đơn 50 knockdown. Đây em nó thì em chưa kê vào. Đó em nó đang ở dưới đây. Đây chút nữa em sẽ kê vào và kết nối cho các bác xem nhé. Cấu hình này thì anh ấy sử dụng dành cho một đám mini, chẳng hạn đám nhà gái, cho các cụ rồi anh em thanh niên hát hò đơn giản thôi. Đó. Thì bộ này sử dụng một em mic PS Audio VK6, một em quản lý nguồn. Đó, tất cả bộ này. Bây giờ em sẽ đi vào kết nối và cùng cắm dây jack. Ok, như các bác có thể nhìn thấy đây, đây là em mic PS VK6, cứ cắm đi em. Đó, cứ cắm dây kết nối loa với cả tín hiệu xuất xung quanh. Quản lý nguồn ghim có mã là PL10.2, một em đẩy, một em vang số vừa mới về bên em. Đấy, DBL Acoustic S690 một model new 2020 vừa mới về cập bến vào đầu hồi tháng 9 thôi các bác ạ. Đó. Đây, một em đẩy Martin MX3600 Plus. Thì em đẩy này thì đó là hàng chuyên sự kiện các bác nhá. Nặng còng lưng, B là bọn em là phải hai anh em B được nó đấy. Nó nặng khoảng tầm 45 cân. Khoảng tầm đó em cũng không nhớ rõ số cân nặng lắm, nhưng chắc chắn 100% là trên 42 cân rồi. Đấy, tại vì nếu mà mang vậy. Em này thì công suất rất chi là khủng. Một kênh này của nó sẽ đánh một cặp 715. Đó, nếu như em giáp cho anh Cường, một kênh sẽ đánh một cặp 715. Đó, hai kênh này sẽ đánh là hai cặp 715. Bản chất con này ấy thì có thể đánh được 4 quả súp 50 hoặc hai kênh này có thể 4 quả súp 50 hoặc là một cặp mà súp kép 50. Thì hiện tại bây giờ ở đây anh ấy dùng với có hai con súp đơn 50 thôi thì một kênh này có thể đảm nhiệm hết. Nhưng mà nói chung là nhu cầu anh chỉ cần thế thì thôi, anh cứ san ra hai quả súp đơn 50 và hai kênh cũng được, hoặc là vào một kênh cũng được, tùy. Nếu mà súp đơn thường thường là khi tùy bày bố trí ở trên trên không gian cụ thể thì mình sẽ ấy sau. Rồi, chuyện này em cũng hướng dẫn với các bác luôn về cách sử dụng con quản lý nguồn ghim này nhá. Nhiều bác là thực sự là nhiều bác cũng gọi là lớn tuổi rồi, để đáng tuổi cha chú em thôi, nhưng mà em cũng không biết nghe giọng rất trẻ thì không biết xưng hô nào. Thì con quản lý nguồn này, tất cả hầu như tất cả con quản lý nguồn đều có nguyên tắc là bật từ trái qua phải, tức là từ bên trái qua bên phải. Đó, thì nó sẽ hiện thứ tự thẳng theo đây là từ trái qua phải, là nó tương ứng với cổng số 1 đến cổng số 8 theo hướng mặt mình nhìn vào các bác nhé. Tức là từ mình nhìn thấy mặt này như thế nào thì nó sẽ bật một là kênh bên này, 2 3 4 5 6 7 8 này. Đó, ví như vậy thì khi các bác cắm vào đằng sau thì các bác cần lưu ý này. Theo những nguyên tắc các bộ dàn karaoke hay là dàn nghe nhạc ấy thì người ta bảo rồi, đó là bật thì sẽ bật từ trên xuống dưới, tắt thì sẽ tắt từ dưới tắt lên. Đó, vị trí là mình bật thì mình sẽ bật từ kênh số 1 đây nhá. Như theo hướng mình nhìn ở bên ngoài kia, đây là kênh số 1 này, 2 3 4 5 6 7 8 này. Đó, thì tất cả các cái đường xử lý tín hiệu này thì các bác sẽ cắm từ 1 đến ABC 345 gì đó. Nhưng khi đến cổng các cổng số 7, số 8, cổng cuối cùng thì bác phải luôn luôn cắm đẩy bác nhé. Đó, thì nó sẽ theo nguyên tắc gọi là bật từ trên xuống dưới và tắt. Khi đó tắt thì các bác sẽ không bị tiếng bụp ra loa, rất dễ hại loa và mình giật mình nữa. Bởi vì khi tín hiệu đang cho ra loa, cắm hẳn cổng số 8 nhé. Đó, đấy. Khi tín hiệu đang cho ra loa ấy thì lúc đó thường thường bên em làm thì đa số là, hoặc là đôi khi mình quên ấy, thì cái tín hiệu đang ở mức ngưỡng chẳng hạn đẩy cho to rất lớn, mà đương nhiên là tín hiệu ngắt đột ngột thì rất dễ gây tiếng bụp, tiếng xuyệt xì xuyệt, dễ đi chép lắm các bác nhé. Đó, với thêm một chút nữa là đúng rồi, dễ đi luôn cả đẩy luôn, vì dễ chập tín hiệu, chập các cái mạch đầu vào. Thêm một chút nữa thì hiện tại con đẩy con quản lý nguồn ghim này của bên em này
thì nó có thêm một chức năng nữa. Chức năng này là chức năng có thể bật tắt bằng tay từng cổng một các bác nhé. Đó, các bác nhìn này. Đó. Hôm trước có một bác ấy điện về bên em thì cứ điện về bên em ấy thì cứ bảo ơ thế quái lạ sao quản lý nguồn hỏng mà số cổng số 7 số 8 lại không lên, cổng số 3 4 không lên. Thì bên em trước khi là làm qua có thử này, thử một phát này, thứ là nhấn bypass tức là mình sẽ không sử dụng chức năng bật tắt tự động. Đấy, bấm phát là lên luôn. Đấy. Hai nhả chức năng bypass ra thì em có thể bật tắt bằng tay. Giả sử bây giờ đây em muốn tắt con đẩy đi chẳng hạn. Lúc nãy con đẩy em cắm cổng số 8 đúng không ạ? Đó, thì anh nhìn các bác có thể nhìn này. Em nhả ra cái thì con đẩy sẽ tắt luôn này. Đó. Con đẩy sẽ tắt luôn này. Em nhấn vào này, cổng số 8 sáng thì đây, con đẩy sáng. Đó, đây là chức năng gọi là bật tắt bằng tay các bác nhé. Bật tắt bằng tay đôi khi là gọi là manual thì là tinh chỉnh bằng tay ấy. Thì đôi khi là các bác cần sử dụng ấy, chẳng hạn như trong đẩy đôi khi không muốn tắt cả bộ dàn. Đó, và muốn tắt một thiết bị đấy thôi để kiểm tra xem là tín hiệu nó chập chờn không đâu hay gì đó. Đó, thì tắt cái này đi. Thế thôi. Còn không bình thường các bác cứ tắt tổng này thôi thì nó cũng tự động tắt hết. Đó. Vậy các bác nhá. Ok. Công đoạn setup sơ qua đã xong. Rồi em xin mở cùng một bài nhạc để các bác gửi chất âm các bác bộ dàn này nhá. Tiếng nhạc thì tạm thời như vậy vì không gian nhà em hơi nhỏ, nói chung là đánh to quá sợ rung bác chủ nhà lại mắng chết. Rồi bây giờ em xin được test tiếng mic gửi đến các bác chất âm tiếng mic các bác nhá. Và đây chất âm của em mic PSVK6 đó, mời các bác cùng thử nhé. Lên 1 2 2 5 6 7 lô 6 6 7 1 2 còn đây đêm cuối nói cho cạn lời ân tình giờ đây phai phai. Đây bây giờ em sẽ gửi đến các bác một bài hát nhé. Ca sĩ chuyên dụng bên em. Đi qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm. Đôi lúc anh mệt mỏi, chỉ có em ở bên là người mang đến cho anh những tiếng cười. Em vui lại gần anh nữa đi, em bay đi thăm mắt anh này. Anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình dần. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, em có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở mang đến cho em sự bình yên. Dù mai mưa nắng hay
Làm vợ anh nhà em rồi. Đấy, mời các bác thêm những nhung gian dung nhan của ca sĩ bên em. Đây. Chào các bác. Đang mồ côi người yêu các bác nhá. Đấy. Mọi chi tiết các bác cứ liên hệ số điện thoại kia kìa là sẽ ra thông tin info của thanh niên này. Các bác nữ nào xem clip này thì cứ việc inbox nhá. Rồi, thời gian vừa qua thì bên em vừa test một combo sự kiện mini gửi đến cho tất cả các bác. Thì mọi nhu cầu các bác có thể liên hệ đến số hotline bên em, đó là 0919182233, hoặc số điện thoại đang hiện trên màn hình các bác đây. Thì bọn em sẽ tư vấn và sẽ ghép bộ cấu hình phù hợp với nhu cầu của tất cả các bác. Rồi, hẹn gặp lại các bác trong tất cả các clip tiếp theo nhé.